Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bà đạo người nha. Xin chào tất cả anh em game thiếu liên vô song nha, mình đây từ từ bà đạo bạn ok. Tiếp tục hành trình kể game rồi anh em, hôm nay là một ngày mới rồi, hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Ủa, thẻ tháng. Ủa, tính ra là mỗi ngày tự nhận, nó tự gửi, à đây anh em nộ, bên này các bạn, tôi nạp bên này nộ. Đăng nhập ngày 2. Phục nội siêu cấp nhận thưởng, ok, sự kiện giới hạn nào, nạp đơn, một trang bị tím à, ngon đấy nhờ. À đây có đây luôn anh em, 210 kim cương cũng rẻ này. Hôm nay gì đây, Trường Liêu Kinh Kha hả? Ok các bạn. Mấy cái này nó không bán lại à? Ôi đắt hơn thôi anh em chứ không bán lại, rẻ hơn đâu, đắt hơn ạ. Rẻ nhất ở đây hôm nay là bao nhiêu? Nên trên đỉnh nào, 480 được 2k. Căng nhờ. Bảy ngày, hôm nay đăng nhập ngày 2 nhận được thêm một cái áo anh em, một áo một ấy nữa, ngon. Vẽ chiêu mộ thi đấu rồi, ok, điểm danh sự kiện 7 ngày, ok, tiếp tục nhận tùy đường thôi anh em. Tôi thì thôi kệ nớ rồi anh em, chả biết đúng hay sai nhưng mình đã chơi thì chơi tới cùng anh em, chơi tùy đường là tùy đường, không đổi nha. Tranh mua hôm nay nhận được một, ở đây bao nhiêu, bán nhiêu, có Triệu Vân kìa, Triệu Vân Hàn Tín luôn à, uầy nhiều Triệu Vân này. Nó lấy từ đường rồi anh em, thôi qua đường trong đây, đây đã. Ok, giờ này chúng chưa đủ. Thì đường hôm nay đừng lấy được ai. Quảng Dương hả? Dương Quảng nha anh em, Dương Quảng tư chất 13, ok anh em, có là ngon rồi. Rồi nhận được một cái kiếm nữa. Ra mắt game. Ngày thứ 3. Sự kiện cộng đồng mấy này nhận rồi mà. Ok, bạn bè gửi nhận. Đồng ý. Rồi, đội hình anh em. Vô. À, cái này là mang vào độc quyền nữa à. Rồi. Đội nào mang món này vô. Cường hóa. Thôi bỏ đi. Món này mang cho đây nữa anh em. Rồi. Ok luôn. Đổi nốt nào. Chưa đủ tinh nhuệ nè. Ok các bạn. Thiếu một nón tím nữa anh em, một nón tím nữa là cũng ok. Chiêu mộ. Rồi ok, 10 lần nữa nhận được cam mà. Chúng ta có một lượt anh em, xem ra được ai đây. Giữa tướng đỏ luôn cho nó rực rỡ nào. Đợi mãi chưa thấy ra. Ôi trời ơi, Trung Yên Trường. Ôi, anh chấp nhận biết sao giờ, anh em có ăn không biết sao giờ. Có ai chưa đấy thôi biết sao giờ. Nhiệm vụ ngày này, nhận quà. Ok, giờ tôi cày nha, có gì đó tôi quay anh em coi. Ok, bạn úp cấp 90 này. Ok, no, sorry em, có 40 anh em, đụng 90 nên cái ảo tưởng thế nhờ. Nhiều khi máy tua nhanh quá, nói chưa kịp nghĩ anh em. Ảo thật đấy, cũng có 90 anh em. Tăng cấp nào.
thiên mệnh kích hoạt. Ok luôn các bạn. Tăng cấp 40 40 40 và 40. Thôi tôi đã cày đây anh em. Ok các bạn, leo top rồi anh em. Ngày hôm nay ngày thứ hai bắt đầu mới leo lên được anh em. Mua được mát 9 lần. Giờ mới vô được 112 à. Nên hôm nay có lên top 10 trên không anh em? Mong rằng lên được trên sớm sớm tí lấy ít điểm các bạn. Các bạn được chiến thuật thấp nên là phải đi trước vậy. Đó luyện tẩy luyện được ngon này. Anh em mở được quả ngon đấy nhờ. Giờ gớm anh em. Ừ. Nhìn lại tưởng phải ta yếu hơn được chiến các bạn nữa thì toang anh em. Nhìn là tụt top rồi sao ấy. Tôi không để lắm anh em. Không để lắm mà các bạn nhìn thấy như mình tụt top rồi hay sao anh em. 58 này vẫn ăn được anh em. Thằng tốt. Nên lên nào bạn ơi. Giờ mình như là 1m3 anh em. Ok kìa lag à. Cay đấy nhờ, lên đi. Căng thế. Ok các bạn, lại là đờ lag rồi. Tiếp tục anh em. 58. Rồi 58 lên được 49 thôi. Căng thế nhờ. Đã tăng sao tướng. Rồi ok các bạn, 49. Còn 7 lần nữa mới lên được tốt bao nhiêu đây. 40, cái này nó không có cái kiểu tạo mới nhỉ. Nó có tạo mới thì nó ngon hơn các bạn, thật sự luôn á. Rồi ok các bạn, 49 lên được 40 anh em. Trời ơi, nhảy tốc độ này đã còn chán lên được trên. Còn tướt anh em. Ủa giờ mới bác 1.300 rồi à. Ok, nhưng đan sen trong đó thì vẫn có những anh em lực chiến như này. Vẫn có thể leo nó nhảy qua để lên được anh em. Rồi, chưa gì hôm nay anh em 1.800 rồi. Cái này chắc tí phải up lên nữa anh em. Đây, 1.100 này. Và nhưng mà căng đây anh em. Còn này, kèo này căng này. Kèo này căng đây anh em. Ồ, vẫn lên được à? Ngon, lên được là ngon rồi anh em. Rồi, 26. Chín, 18, 17. Ok, tôi úp được chiến anh em nhá. Ok các bạn, luyện binh thư. Cuối cùng cũng level 42 rồi anh em. Luyện binh thư từ từ. Đây, tính sau đi. Ok các bạn, đi xem nào. Sự kiện tăng cấp 40 này. Phúc lợi này. Mua thêm được này. Uống rượu rồi. Tăng cấp. Nhận quà dương 40. Rồi còn gì nữa không? Cho. Nhiệm vụ một đống luôn anh em. Nhận quà. Ok, lụm quà. Mới được 60 mảnh đó. 80 mảnh anh em, 20 mảnh nữa thì mới được. 2 trang bị tím. Rồi ok các bạn. Chúng ta có thêm 2 trang bị tím mới. Vũ cấp, hóa cập, vũ văn hóa cập. Rồi chịu. Chả biết cháu nào anh em, cứ mang tạm đã. Trước mắt dùng tạm đã, tính tiếp anh em, thức tỉnh nhờ. Ok, cường hóa này. Thức tỉnh được à? Đúng rồi, ngon. Cho lên tầng mới luôn. Tăng cấp. Hôm nay được chiến có vẻ nghe chừng chưa đột phá được nhiều anh em. À lộn, từ. Ok, tăng cấp.
Vô, không đủ FP hả? Thế đi căng rồi. Thế là căng rồi anh em. Cường hóa. Cường hóa. Thức tỉnh hả? Được có món à? Tinh luyện. Ôi dồi ôi luôn. Càng quá. Ok các bạn ơi, nào thì làm cái anh em, được tính tiếp bạn. Làm cái nào, làm cái nhẹ nhàng được tính tiếp anh em. Ok, chiêu mộ nào. Ai đây? Tây Thi ạ. Rồi, ai đây? Ai cũng được. Ok, nâng cấp chiến mới này các bạn này. Đây anh em, có tăng sao nhá. Mới tăng được nhiều không anh em? Tôi nghĩ chắc được mấy phát thôi, chạy được mấy nháy anh em. Đó, này, nâng sao lại cần yêu cầu mạnh nữa cho coi. Rồi, lại cần mạnh này. Đó, biết mà. Kiếm xà ngân. Lại cần mạnh anh em. Tôi có hai kiếm xà ngân này nhưng mà thôi anh em, mang cho hai cháu được chiến cho nó ngon đã. Dồn về một cũng vậy thôi, ăn thua. Thà để nhẹ còn ngon hơn. Ok, cường hóa nào. Rồi, lại cày tiếp anh em. Ok các bạn, gần hết một ngày anh em, lực chiến giờ vẫn 1422. Chưa có đột phá gì đặc biệt các bạn. Xem nào. Tăng cấp đột phá nữa anh em. Thư chỉ là thư boss rồi, những quả boss anh em. Hết. Hết quả các bạn. Đó, hiện tại tem độ lực chiến tôi đây anh em. Đó, ngày hôm nay đây anh em. Đó, ngày thứ 2. Thôi thì cũng tạm ổn các bạn. Có gì tôi sẽ cập nhật anh em vào video tiếp theo nhé. Giờ thì bye bye mọi người.